Đây, bắt đầu tàu chuẩn bị cập bến Bình An, là cái bến đầu tiên từ bến Nhà Rồng, từ bến Bạch Đằng á, mình sẽ đi vô đây. Trước mặt mình cũng có một chiếc khác đang đậu. Thì ra là ở đây là bến Bình An. Hồi đó giờ mình đi và mình có chơi lại đây chơi rồi mà mình chưa hề biết khu vực này là bến Bình An. Và hiện giờ thì tàu đang dừng ở trạm bến Bình An, là ngay dưới chân cầu Sài Gòn. Và bắt đầu chuẩn bị đi tiếp. Và tàu đang quay đầu trở lại. Đó là cầu Sài Gòn nha. Hey, tự nhiên mình có một cái ý nghĩ như thế này, nếu mà mình trở thành một cái tour guide dẫn cho các bạn bè mình ở nhiều vùng trên đất nước hoặc là ở những nước ngoài đi về đây, thì Nga sẽ dẫn các anh chị và các bạn đi tham quan khu vực này. Thật sự ngay cái chỗ Bến Bình An hồi nãy có nhiều chỗ để mà mình có thể tham quan lắm. Wow, đây là dưới phía chân cầu Sài Gòn nè, tổng cộng là đến wow 3 nhịp lận. Một nhịp là dành cho hai nhịp là dành cho xe gắn máy, xe kia, còn cái nhịp này sẽ là dành cho metro sau này. Đây là nhịp của metro. Các anh chị, đây là cái tàu xà lan cát. Và nghe nhớ là trong cái chọn cái công việc cái ta gọi là nó có một cái từ để mà nói cái về cái nghề cào cát này. Thông thường thì nghe thấy ở những cái tỉnh như là Long An người ta sẽ thực hiện cái này nhiều nhất. Và nghe nhớ là trong bà con của Nga có một người, có một cái gia đình đó, người ta thực hiện cái công việc cào cát này cũng ok lắm. Có cái cảnh đường nữa. Đây là những cái căn biệt thự ở bên quận 2. Họ có cả luôn những cái cano để của cá nhân để đi luôn.
nói nhìn tổng quan thì nghe thấy nếu như mà Sài Gòn mình mà phát triển cái hệ thống du lịch mình bằng đường sông này dành cho những khách tham quan và những người dân đi thì nghe thấy cũng rất là ok. Tại tàu đi, trong tàu về nội thất phía trong thì nó rất là cũng đẹp, sạch sẽ, theo nghe nhìn nhận như thế. Rồi đi cũng an toàn, cũng có áo phao đầy đủ luôn. Và cảnh sông nước ở Sài Gòn thì khỏi nói. Đi hết luôn, em đi chơi mà. Đây là những cái ghe mà người ta chở những nguyên vật liệu đến những cái khu vực mà xây dựng mới của trong Sài Gòn. Họ đang chở đất đá, cát này kia. Và bên đây là những cái quán cà phê dọc bờ sông. Rồi có thể, nghe nhớ rồi, khu này là phía khu Thanh Đa. Mình đang đi vô khu vực của Thanh Đa, Bình Quế. Phía bên mình, phía bên tay trái của mình đây là khu Bình Quế Thanh Đa đây. Anh hình như bên đây là Bình Quế đó. Thanh Đa, dạ em thấy chung cư em nghi nghi vậy. Cũng đúng, vậy là cũng mình cũng mà về có đi, mình có đi ăn uống gì kia thì mình lên khu Bình Quế Thanh Đa này, có cái quán lẩu dê Tư Trì là ăn phía trong, phía trong cái trước mặt mình á là cái khu vực của lẩu dê Tư Trì á. Lúc trước nó nằm ở đó và bây giờ thì nó chuyển xa hơn một chút. Đây mình bắt đầu, mình sẽ dừng ở chặng thứ hai, đó là cái dừng ở ngay khu vực của Thanh Đa. Đây là cái khu vực của bến Thanh Đa đây. Cũng có nhà chờ y chang như bên kia. Khu vực nhà chờ có máy cũng mát mẻ sạch sẽ. Có bán nước nữa, mọi người mà ai có khát nước thì có thể là vô đây mà mua nước luôn. Nhớ là mọi người nếu như muốn đi ra cái chỗ này thì đi xuống dưới tàu. Đi xuống tàu rồi đi ra khỏi bến. Còn nếu mà mình đi xuống dưới tàu mà mình chưa ra, mình còn trong khu vực này thì không sao, mà bước ra khỏi cái cổng đó là mình sẽ mua vé trở lại. Đó, các anh chị thấy, nếu mà các anh chị ra khỏi cái chỗ, cái sợi dây xanh đó là các anh chị phải mua, khi trở vào là phải mua vé mới. Còn ngồi trên đây là đi toàn chuyến luôn. Đó là trước mặt các anh chị thấy đấy, là người ta đang còn thực hiện cái công trình dọc bờ sông. Và ngay cái chỗ cái trạm ra vô này
có thể là người ta sẽ xây dựng cái khu ăn uống, khu chờ để cho mọi người dân khi mà người ta xuống dưới đây, người ta chờ mà người ta đi những cái bến thì có những cái khu ăn uống, rồi làm một cái bến giống như ngay bến Bạch Đằng vậy á, có bàn, có ghế, có dù, rồi ăn uống. Những cái khu ăn uống ví dụ giống như có thể có Coffee Highland ở đây, hoặc là những cái quán cà phê hiện giờ đang là ở Việt Nam rất là nổi tiếng, người ta thường thường người ta hay mở những cái chánh chỗ này, và những cái xà lan lớn người ta đang thực hiện công trình đây, rồi bắt đầu vào rời khỏi bến để tiếp tục chặng thứ ba. Hồi xưa cái khu vực này thật sự ra là đất đai rất là rẻ, nhưng do quá trình đô thị hóa thì những cái vùng ven ngày càng phát triển ở khu vực Sài Gòn và đất càng càng lên, và những cái khu vực này sau này người ta đa số xây những biệt thự là chính. Các anh chị thấy đấy, đó là những cái căn biệt thự. Và những cái building mới sau này, những cái nhà mà trong building. Và thông thường thì những cái building này ngăn nghĩ là mướn giá tầm khoảng, cái khu vực trước mặt mình đó là của đất xanh, mướn giá tầm khoảng chừng 6 triệu cho đến 10 triệu nếu như khu vực này. Còn trong nội thành thì tầm khoảng là 16 đến 18, và có khu vực là đến cả 22, 23 triệu tùy theo cái diện tích nữa. Nhưng ở vùng này thì giá mướn thuê một cái căn hộ trong cái building đó thì nó sẽ tương đối nó rẻ hơn. Thông thường ở Sài Gòn mà nếu như các anh chị và các bạn đi, nhất là những dọc cái bờ sông, người ta thường xây dựng những cái quán ăn là chính, quán ăn, quán cà phê rất là nhiều. Giờ là buổi trưa nên cái nhiệt mật độ dân đến đây người ta ăn uống thì ít, nhưng mà Nga thấy cho các anh chị thôi, hiện giờ cũng gần đến giờ tan sở, mới 4 giờ thôi mà trong những cái quán ăn này dân người ta cũng tập hợp. Đây, những người dân người ta tập hợp ăn uống rất là đông. Khoảng tầm chỉ chừng khoảng 6 giờ, 6 rưỡi thôi là những cái quán ăn này, đặc biệt là những cái quán mà nhậu thò đông ơi là đông. Nhiều khi không có chỗ để mà ngồi, đặc biệt sắp sửa đây 2 bữa nữa thôi là vào cái ngày 28 tháng 3 thì người dân sẽ dẫn, người ta sẽ dẫn là con cái, rồi dẫn vợ, ba mẹ, mọi người trong gia đình đi ăn. Oh. Wow, một căn biệt thự. Đây, trạm thứ 3. Đây là trạm Hiệp Bình Chánh. Giờ thấy nó hơi bị vắng vẻ hơn, nhưng mà đến giờ tan sở, những người dân ở khu vực này, người ta làm ở trung tâm thành phố, sẽ được đổ về. Và sáng thì những người dân ở khu vực này, người ta làm trong ngay tại quận nhất, người ta sẽ đi ra rất là đông. Hồi nãy tôi có hỏi rồi, rất là đông. Và các anh chị nhớ là ở dưới ngay chỗ trạm này còn có hệ thống xe bus nữa, nếu như mình đi đến đây mà hết trạm, để giống như hết chuyến tàu đi về á, thì các anh chị có thể đón xe bus. Bạn có thấy phía ngoài đó là có một cái trạm xe bus, do đó mình không sợ là không có chuyến về, chỉ có điều là mình nên check coi là cái xe bus đó sẽ đi tuyến nào để mà đi vô trung tâm thành phố. Đây là Hiệp Bình Chánh. Ừ.
ở trong địa phận của quận Thủ Đức, khu vực Hiệp Bình Chánh. Thật sự mà mình nói là nếu mà để mà biết cách khai thác thì ở Sài Gòn hệ thống đường sông mình thấy rất là ok. Và đặc biệt là nên có cái sự kết nối giữa các nơi với nhau. Có nghĩa là khi mà đến một cái trạm nào đó thì ở cái trạm đó phải có một cái khu vui chơi, khu mua sắm, khu ăn uống gì đó để mà có thể thu hút người dân đến đây mà vui chơi, để mà chi tiêu, để mà tiêu xài, để mà thư giãn vào cuối tuần thì nó rất là tốt. Trước mặt mình hình như đó là một cái phim trường, người ta dựng ra các tiểu cảnh để mà chụp hình, để mình sẽ check coi cái khu vực đó là khu vực gì. Ồ, có một chỗ để mà chụp hình đây, khu này đây, dọc bờ sông phía khu vực của quận Thủ Đức. Rặng dừa nước vẫn còn. Và khu bên đây ngang nghỉ đó là một cái khu vui chơi đấy. Thông thường thì ở Sài Gòn thì có những cái dịch vụ giống như thế, họ thường hay xây dựng tạo thành những cái mô hình này mô hình kia và mang tính chất dân dã để cho cứ mỗi dịp mà lễ Tết thì mình có thể đến đây và ghi lại những bức hình để Nga sẽ check cho mọi người và Nga sẽ tìm hiểu coi khu vực đó là khu vực gì. Và Nga cũng mới vừa check được thì cái khu vực mà hồi nãy các anh chị thấy những cái tiểu cảnh xe gắn dựng những cái cảnh này cảnh kia để mà chụp hình đó, đó là trực thuộc khu vực Bình Quế,